Lực lượng của Quân đội Nhân dân Việt Nam bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ ngay sau khi đến tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày 14 tháng 2, Tổ trinh sát số 1 của đội công binh cứu sập và đội chó nghiệp vụ của Quân đội Nhân dân Việt Nam bắt đầu hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn tại tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ. Địa điểm thực hiện nhiệm vụ là tại khu vực đường Rustem Tumapasa thuộc Antakya, thủ phủ của tỉnh Hatay. Hiện là một trong số tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất do thảm họa động đất vừa qua gây ra. Nhiệt độ ban ngày tại Hatay hiện cao nhất là 11 độ C, ban đêm xuống âm 2 độ C. Dưới sự chỉ đạo tại hiện trường của Thiếu tướng Phạm Văn Tị, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng đoàn, các tổ thực hiện tìm kiếm nạn nhân. Theo hiệp đồng, nếu phát hiện khả nghi sẽ lập tức báo cáo để thống nhất với lực lượng cứu hộ địa phương cùng tham gia cứu nạn.